Hi, chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mẹ Nắng Mai. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một chút về việc đó là liệu là lắc vòng thì có giảm được cân không? Thì từ lúc mẹ mình bắt đầu giảm cân đấy, thì mình đã nghĩ ngay đến việc đó là mua một chiếc vòng. Và từ bé mình đã lắc vòng rất là nhiều nên là mình cũng không phải là tập lắc vòng nữa, nhưng mình đã mua một cái vòng, nó là hai cái vòng con ghép lại và nó khá là nặng. Tất nhiên là chúng ta càng lắc vòng nặng thì cái hiệu quả nó càng cao rồi. Thế nhưng mà ngay từ đầu, nếu như bạn nào mà chưa biết lắc vòng thì chúng ta có thể tập từ những cái vòng nó đơn, nó nhỏ hơn một chút, thì nó tập dần dần nó sẽ từ vòng đơn lên vòng đôi và vòng nặng hơn. Còn việc đó là liệu là lắc vòng có giảm được cân không, thì mình cũng khẳng định luôn đó là lắc vòng chắc chắn là không giảm được cân. Mà muốn giảm được cân thì các bạn phải tập những cái bài thể dục nó nặng một chút và nó tiêu hao calo của toàn thân, tức là tập toàn thân đấy, và những cái bài tập mà chúng ta phải cơ eo nhiều một chút. Còn lắc vòng là để làm gì? Lắc vòng là chủ yếu là để giúp cho định hình được cái vòng eo, vòng bụng của bạn. Tức là khi mà cái lớp vỡ bụng của chúng ta nó đã ít đi rồi đấy, và chúng ta đang muốn cái vòng eo, có một cái vòng eo nó săn hơn và nó có đường cong hơn, thì chúng ta sẽ lắp vòng để định hình được vòng eo. Và thứ hai là lắp vòng cũng nó giúp cho cái phần hông và cái phần đùi của chúng ta nó sẽ săn chắc và nó sẽ thon gọn hơn. Và thứ ba đó là lợi ích của lắp vòng, đó là rất tốt cho những người mà bị viêm đốt cột sống, hoặc là bị gai cột sống, hay là bị thoát vị. Thì đấy là những cái tác dụng của lắc vòng. Các bạn có thể lắc vòng vào buổi sáng hoặc là bất cứ cái giờ nào ở trong ngày, miễn là các bạn cảm thấy là thoải mái. Và nhớ là tuyệt đối không được lắc vòng khi mà chúng ta vừa mới ăn cơm no xong nhá. Nếu ăn xong thì ít nhất phải để cho tiêu cơm đã. Thường thì để lắc vòng hiệu quả thì các bạn nên lắc vòng ít nhất là khoảng 10 phút, 12 phút, 15 phút một lần nhá. Chứ còn dưới thì nó sẽ không tạo được cái sức ép cho cái cơ bụng, và nó cũng không hiệu quả nhiều. Thì bình thường là mình hôm nay mình sẽ lắc một chút thôi để có thể là định hình cho các bạn xem là cái cách mà mình hay lắc vòng ở nhà như nào, và các động tác mình hay tay chân mình hay kết hợp với lắc vòng như nào nhé.